idol đã lâu nhưng mà anh em đã biết idol của mình dính bao nhiêu drama chưa nhỉ? Tổng hợp tất tần tật drama, tin đồn của idol từ năm 2023 tới giờ. Nếu mà bỏ qua video này thì quả là thực sự đáng tiếc đấy. Cùng like video để hóng tiếp nào. Câu 1, ai từng bị dính scandal lộ link 12 phút nhỉ? Gấm Kami, chị ấy đã từng bị Giang Cư Mận gắn tên trong một video nhạy cảm dài 12 phút cơ mà. What? What the fuck? Trời em ơi, đã là giải đặc biệt ấy thì để ý gì mấy con lô. Chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Câu 2, anh Đạt Villa từng vướng lùm xùm combat với ai? Có biết trận combat càng đét giữa anh Đạt Villa và thầy Lộc Phụ Hồ không nhỉ? Màn tuyên chiến tưởng chừng như không có hồi kết nhưng mà đâu rồi cũng vào đấy hết thôi. Donate 400 triệu liên quan đến idol nào? Lại một lần nữa gọi tên Đạt Villa, đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Anh em nào biết thì comment xuống dưới nhé. Chứ chị thì cũng chưa hóng được nhiều đâu. Thì thật ra thì em cũng chưa rõ về câu chuyện này là bé có ăn trộm 400 triệu để donate cho mọi người hay không. Nhưng mà em nghe mẹ bé và dì bé có nói về cái chuyện mà ăn trộm 400 triệu. Và thú thực là với cái số tiền đó thì em được nhận, đúng là em đã được nhận của bé một con sư tử từ rất lâu rồi. Và em cũng chưa thấy bé lên tiếng là dùng số tiền đó để làm những công việc gì. Ví dụ như donate hay là mua sắm hay là cái gì đó. Bởi vì em chưa biết thực hư của câu chuyện là dùng 400 triệu đó về vào mục đích gì. Bây giờ em mới chỉ biết là cái câu chuyện 400 triệu đấy là từ miệng của mẹ bé và dì của bé nói ra thôi. Câu 4, Quỳnh Ali từng vướng drama nào? Cấm Quỳnh vướng tam tai hay sao mà cộng đồng mạng cứ ghi là lộ clip chứ nhỉ? Cơ mà làm idol cũng khổ ghê luôn á, động tí là gắn mác luôn mà. Câu 5, Long Chun từng có drama với ai? Nếu ai đu top top quá 180 phút một ngày thì cũng hóng được cái vụ Long Chun với cô gái có dâu. Mặc dù hai chủ thớt đã lên video đính chính rồi nhưng mà vụ việc vẫn được Giang Cư Mận quan tâm lắm nhé. Nhiều đứa làm cái ngành này mà kiếm được hơn 50 triệu một tháng. Ếch ngồi đáy giếng nha, rất nhiều người kiếm được trên 50 triệu một tháng từ cái ngành này chứ không phải đếm từ đầu ngón tay. Thế tôi hỏi bạn, nếu như bây giờ bạn làm giáo viên, bạn làm luật sư, bạn làm những ngành nghề khác thì bạn có khả năng kiếm trên 50 triệu một tháng ở những cái ngành nghề đó không? Mà bạn lại chỉ trích chúng tôi là bao nhiêu người làm được trên 50 triệu một tháng, rất nhiều bạn bè xung quanh tôi rất nhiều và mọi người ấy vẫn đang lan tỏa hàng ngày để các em nhỏ có thể vận động cái tư duy và chất xám của mình để kiếm ra được từng đó tiền. Câu 6, Phạm Thoại và Tuấn Trinh đụng mặt nhau ở đâu nhỉ? Chính các nhà bà sát thì hai idol này đụng nhau tại thử thách livestream của The Fate. Một bên là khách mời còn một bên là support. Thực ra thì hai idol này cũng là đối thủ ghê gớm của nhau đấy nha. Bây giờ chị nghĩ rằng chúng ta hãy thanh lịch lại một chút em. Tuấn Trinh, mình thấy cô ấy thật sự là không có quá nghiêm túc với cái công việc này. Bởi vì nhãn hàng người ta cần sự chuyên nghiệp và chỉnh chu. Mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về việc chỉnh chu. Chỉnh chu không phải là cứ đeo cầu vai rồi mặc đồ lông lá rồi cứ xanh xanh đỏ đỏ đến sự kiện thì đó gọi là sự chỉnh chu. Quan trọng là mục đích của Long Chun, mục đích của Tuấn Trinh đến đây là đem về tỷ lệ chuyển đổi cao nhất cho team Kỳ Duyên Minh Triệu, chứ không phải là để PR bản thân. Câu 7, Xin từng bị quản lý đối xử như thế nào?
chơi. Nếu bạn là fan cứng dựng đứng của chị Xin thì chắc chắn phải biết chị ấy từng bị lừa tiền vào dịp Tết vừa rồi. Còn con số thì cũng không ít đâu. Ông quản lý ơi, mau hiện hồn mà đính chính đi nào. Mấy năm nay là mình cũng kiểu mang về nhà để mà sắm sửa nội thất, xong rồi mình muốn sửa nhà. Thật sự là năm nay mình đang cố gắng để sửa nhà cho gia đình, mà nó là hết tiền của mình rồi. Xin lỗi chẳng yêu được nữa, xin lỗi vì em chẳng thể đến bên anh mỗi khi trời đổ mưa. Câu 8, chị Xin từng bị đồn gì nữa nhỉ? Mới đây chị Kính lướt được một video mà netizen đã soi ra góc nghiêng không có xinh như trên video của chị Xin á. Cơ mà chị Kính thấy vẫn xinh mà nhỏ, netizen này kỳ quá đi ạ. Câu 9, Lê Thị Khánh Huyền mới đây vướng vào tin gì? Để mà nói chắc là nhiều anh em cũng biết rồi, gần đây chị ấy có khoe về khoảng thời gian trước khi mà chị và anh Bụt đến với nhau, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi netizen lại bảo chị ấy ham của nên mới yêu anh Bụt. Ù là trời, thương quá đi ạ. Tin đồn gì? Lần này là anh ấy hoàn lương thật rồi, ha ha. Không còn là thánh chửi ngày nào nữa. Bị Tú Hảo chen hàng, anh vẫn bình tĩnh bênh cô ấy và bảo là do sơ suất hoặc là không để ý. Mẹ cám rồi cũng có ngày hóa thành tiên xanh thôi ạ. Đã vô tình lọt vào mắt xanh của anh Nhật Hải, làm anh ấy phải lên nguyên một video bóc phốt vì review quá dở, khiến cho Giang Tư Mận đã từng tin anh và cái kết hú hồn luôn á. Ít có mẹ mày độ tao gặp được mày tao chém thiết. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sợ quá. Câu 12, đây không phải là drama nha anh em, nhưng vì không biết chọn ai nên là chị mới đố á. Giữa Lê Anh Nuôi và Bột Thịt Gà, anh em vote cho ai? Mấy ngày nay chia làm hai team rõ rệt luôn nè, bạn ở team nào thì comment đi nhé. Xin chào các bạn, lại là mình Lê Anh Nuôi đây. Susu và cà rốt mình sẽ gọt sạch vỏ rồi thái miếng con. Một thìa canh bột thịt gà, một chút mì chính, một thìa canh đường. Câu 13, Rensingo cosplay thành ai mà Giang Cơ Mận chê dữ dằn vậy nhỉ? Chị Rensingo đã hóa thành Joe Rancho trong phim Người Thừa Kế khiến cho cộng đồng top top quay xe liền. Còn thêm cái hành động lắc đầu xin hạ, đúng là sang chấn tâm lý luôn mà. Yêu nhau nữa không anh em nhỉ?
buồn cho những ai đua hai idol này. Hai chị đã đường ai nấy đi, mấy fan còn cho là do phẫu thuật thẩm mỹ nên là liên quan đến phong thủy đấy. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, ha ha. Trời bao dường như cũng thấm đau rồi, nên giờ cũng đang đổ mưa. Thương năm sau bao nhiêu là đủ. Câu 15, bạn có biết bản gốc của bài hát này không? Cho cô vừa của bạn đó. Ngày mà tụi chị trở lại là cũng tắt nguồn. Hà bảo hiệu clow giật cho tôi cũng tắt nguồn. Quay nó không để ngang nơi đây hoàng hôn xuống dừng. Ngày mà tụi chị trở lại là cũng tắt nguồn. Là ngang hiệu clow giật cho tôi cũng tắt nguồn. Quay nó liếc mắt tôi xem chị tắt nguồn. Phát hiện nhóm nhạc Blackpink phiên bản Việt Nam debut ca khúc Tắt Nguồn Đi. Nghe xong cái khờ luôn vì không nhớ bản gốc. Bản gốc là Shutdown nhé. Hay ho cho cùng vừa của bạn đó. Ngày mà tụi chị trở lại là cũng tắt nguồn. Hà bảo hiệu clow giật cho tôi cũng tắt nguồn. Quay nó không để ngang nơi đây hoàng hôn xuống dừng. Ngày mà tụi chị trở lại là cũng tắt nguồn. Là ngang hiệu clow giật đo rồi cũng tắt nguồn. Quay nó liếc mắt tôi xem chị tắt buồn. Câu 16, ai là người ôm 100 vé Blackpink nhỉ? U là trời, chính là idol Phạm Thoại khét tiếng trên mạng xã hội đây. Một bước đi mà không ai nghĩ ra được luôn đấy. Đúng rồi, ta bán không được ta mới để ra gốc cả. Có đứa là còn để lỗ cơ mày ạ. Có đứa là còn có cần để lỗ cơ mày ạ. Nhưng mà tao thì không. Với lại là gì? Tao không bán được tao tặng lại cho đối tác. Cha cha, điểm danh một lượt thì vũ trụ top top cũng nhiều chuyện để bàn quá hả. Kiểu này là chị Kính phải ra phần 2 phần 3 mới đã cái nư cho fan rồi. Thế thì like video và đăng ký kênh đi chứ cần gì nữa. Giờ thì bye bye.